Chào tất cả các bạn, quay trở lại video của tôi. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái tủ điện năng lượng mặt trời. Tôi đang thi công một cái công trình tại đường Trịnh Đình Trọng, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đằng sau tôi là hệ thống điện tuyến tần và tủ điện. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn xem cái tủ điện này gồm những cái gì và nó hoạt động như thế nào, có nguyên lý, sơ đồ của nó. Trước mặt các bạn đây là cái tủ điện 5 kW hệ thống điện năng lượng mặt trời và cái biến tần GW của chúng ta. Bây giờ thì chúng tôi đang thiếu một số cái rác MC4 nên chưa thể đấu nối hoàn thành, nhưng ở đây thì chúng tôi đã đấu sẵn cái tủ này cho các bạn. Bạn nào có nhu cầu liên hệ muốn mua tủ điện thì có thể liên hệ tôi thông qua số điện thoại tôi đặt ở bên dưới. Bây giờ là cái hệ tủ điện này bao gồm này hai kênh PV một chiều tập pin năng lượng mặt trời và một cái bộ AC. Đây là bộ DC của chúng ta gồm hai kênh. Kênh thứ nhất là cái này gọi là cái CB, gọi là circuit breaker, gọi là máy cắt, hay còn gọi là cái automatic tap. Cái này gọi là SPD, self-protective device, gọi là thiết bị chống sét bảo vệ. Hai cái bộ này gọi là bộ DC này, đây các bạn có thể thấy này, DC cộng này, DC trừ này. Cái bộ này của hãng Fell nhé, toàn bộ của hãng Fell này, FEED này. Đó là của thiết bị DC một chiều này, đây của AC này, là cũng của hãng Fell luôn. Và đây cũng vậy, cái này màu trắng này gọi là CB, AC, CB xoay chiều. Cái cầu automat xoay chiều, automat tap xoay chiều. Còn cái này cũng là thiết bị chống sét này, protective device này là bảo vệ chống sét xoay chiều. Thì đây chúng ta gồm hai kênh một chiều và một cái kênh xoay chiều đây. Thì nguyên lý hoạt động của tủ như sau, bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn luôn. Đầu tiên thì đây là cái đường dây điện AC chúng ta đấu vào đây, nguồn đây. Thì cái đường nguồn này nó sẽ đi vào đây, là cái đi vào cái chống sét hoặc là đi vào automat đều được. Cái này, hai cái này sẽ nối song song với nhau, hai này sẽ nối song song với nhau qua một cái cầu đấu như này, và cầu đấu này sẽ đi xuống đây, là khi mà chúng ta đấu đầu ra của CB chống AC nó sẽ ra đầu này, gọi là ra con GW này. Ok không các bạn ạ? Ok, là cái đường thứ nhất là đường AC. Và ở đây có một cái tiếp địa, thì tiếp địa này cũng đấu vào cái cầu đấu này. Và cầu đấu này thì nó cũng nối với cái dây tiếp địa của tủ GW, biến tần GW. Và ngoài ra thì ở đây cũng có một cái tiếp địa vỏ nữa của thằng GW. Đó là phần AC, phần xoay chiều. Ok không các bạn? Rất là dễ không ạ? Rồi cái phần tiếp theo đó là phần điện một chiều. Tấm pin năng lượng mặt trời chúng tôi đường dây đi xuống ở phía trên kia. Và bây giờ chúng tôi sẽ đi theo cái dây này, đi sang đây cái ống này, ống co này, đi vào đây. Như vậy nó có hai kênh. Hai kênh 5 kW thì có hai kênh, 3 kW thì có một kênh. Đấy. Một kênh này thì có hai dây. Chúng tôi đã chia ra như vậy để khỏi bị lẫn. Đấy. Trong quá trình mà đấu nối khỏi bị lẫn cực, lẫn pha. Thì như vậy thì khi mà đường dây điện đầu ra của hai cái các cái tấm pin năng lượng mặt trời thì chúng ta sẽ cho nó vào phía trên của automat hoặc là phía trên của chống sét đều được, tại vì hai cái thiết bị này là đấu song song với nhau. Thì các bạn đấu song song thì các bạn cũng đấu vào một cái cầu đấu cái này không có cầu đấu, xin lỗi, cầu đấu gì là đấu do AC ạ. Còn DC chúng ta không có cầu đấu, thì chúng ta sẽ đấu vào đây, hai cái này bắt song song với nhau, song song với tương tự cái kênh thứ nhất đấu vào đây, hai cái đầu này đấu song song với nhau, âm và âm, dương và dương nối liền với nhau đấy. Và tương tự cái con này cũng vậy, dương và dương và âm nối liền với nhau, kênh thứ nhất và kênh thứ hai tương tự nhau. Sau khi mà đấu vào rồi thì cái đầu ra của thằng CB thứ nhất là đầu ra của kênh tấm mặt trời, kênh của năng lượng mặt trời thứ nhất sẽ đấu vào đầu ra ở đây. Đó là đầu ra ở đây thì được nối vào cái biến tần. Đầu ra của tương tự với đầu ra thứ hai của kênh thứ hai cũng đấu vào biến tần. Như vậy thì chúng ta đã đấu hoàn thành xong.
Tương tự với cái bên chống sét của AC thì bên DC cũng có một cái tiếp địa chống sét lan truyền, là đây gọi là cái này cũng là tiếp địa chứ không phải tiếp địa chống sét lan chống sét chống sét lan truyền. Cái này nó bảo vệ cho cái con biến tần này, kilowatt này. Thì khi mà có dòng sét đi vào thì nó sẽ đánh lan truyền vào đây, cái con này sẽ nổ, cái con chống sét lan truyền này sẽ nổ. Và nó sẽ bảo vệ cái thằng biến tần này, thì nó sẽ cái đầu ra của cái tiếp địa này thì cũng đấu vào cầu tiếp địa. Và cái cầu này các bạn có thể này, cầu này đấu vào đây, dây vàng xanh này và dây xanh là dây tiếp địa đó. Tôi đã chia sẻ cho các bạn xem cái hệ thống tủ biến tần và cái tủ điện hệ thống năng lượng mặt trời của cái bộ 5 kW nó hoạt động như thế nào. Chào các bạn nhé.